Kính thưa quý vị, bệnh nhân chết, người nhà đánh bác sĩ phá bệnh viện, tin từ Hà Tĩnh. Cuộc xung đột dữ dội giữa các nhân viên y tế và người dân lại xảy ra vào chiều ngày 12 tháng 8 tại bệnh viện Hà Tĩnh, khiến công an địa phương phải can thiệp. Báo Tuổi Trẻ cho biết, cuộc xung đột bùng phát sau cái chết của một bệnh nhân tên Nguyễn Xuân Hồng, 75 tuổi, cư dân huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Ông Hồng trước đó được người nhà đưa vào bệnh viện để điều trị chứng viêm xương. Vào trưa ngày 12 tháng 8, ông Hồng bỗng lên cơn mệt sau khi được chích một mũi thuốc trụ sinh. Nghi ông bị sốc thuốc, các bác sĩ chuyển ông đến khoa hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, ông Hồng tắt thở chừng độ nửa tiếng đồng hồ sau đó. Thông báo về cái chết đột ngột của ông Nguyễn Xuân Hồng khiến người nhà của bệnh nhân phẫn nộ, cho rằng người thân của mình chết vì sự tắc trách của các y bác sĩ điều trị. Những người này quay sang đập phá máy móc, vật dụng bên trong khoa hồi sức cấp cứu. Hai bác sĩ và nhân viên điều dưỡng của khoa này cũng bị tấn công. Bác sĩ Mai Văn Lục, trưởng khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện này bị đánh rách vùng da trên mắt. Một ông bác sĩ tinh trung bị đánh rách giác mạc, vỡ luôn cặp kính cận. Hai nam y tá bị đánh bể đầu. Tất cả cửa kính và một số máy móc của cửa phòng hồi sức cấp cứu bị đập bể nát. Công an thành phố Hà Tĩnh được tin cấp báo đến can thiệp, cuộc xung đột mới tạm lắng dịu. Chiều ngày 12 tháng 8, người nhà của ông Nguyễn Xuân Hồng mới đồng ý đưa thi thể nạn nhân về nhà để mai táng. Trước đó, hôm 7 tháng 8, cái chết đột ngột của mẹ con sản phụ Trần Thị Phượng tại Bệnh viện Cần Thơ cũng đã gây bất bình trong dư luận. Ekip trực gồm có bác sĩ Đỗ Thị Minh Nguyệt, Dương Thị Mỹ Linh, Lê Thị Thu Vân cùng với 5 nữ hậu sinh, hậu lý đã bị tạm thời đình chỉ công tác. Bệnh viện Cần Thơ đã phải mở nhiều cuộc họp khẩn để xem xét sự việc. Một nhóm bác sĩ do bà Huỳnh Thị Thu Thủy, phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ ở Sài Gòn đứng đầu, được mời xem xét thẩm định vụ đỡ đẻ làm chết sản phụ và thai nhi nói trên. Nguồn tin mới nhất cho biết, theo bà Huỳnh Thị Thu Thủy, sản phụ Trần Thị Phượng kể cả thai nhi không chết nếu được sinh mổ.